Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Thì như mọi người đã thấy đây, đây là khi quá trình mình vừa khởi động lên thì một loạt các phần mềm chạy ngầm nó khởi động cùng máy tính. Này, mọi người nhìn chưa? Một loạt luôn. Như này nó rất là ảnh hưởng đến hiệu suất của máy cũng như là đôi khi là máy nó sẽ bị đơ luôn nếu mà quá nhiều cái ứng dụng khởi chạy cùng Windows. Thì làm sao để có thể kiểm soát được những cái này? Để giúp cho việc khởi động máy nó trở nên nhanh hơn, giảm cho mọi người cái kiểu sự khó chịu khi là vừa bật máy tính lên thì một loạt các ứng dụng nó lại cũng hiện lên màn hình như này. Mọi người chưa? Team này, đấy, Sky này, các kiểu, đấy, Spotify này, đấy, Webex, cái này để họp online. Đấy, mọi người chưa? Lúc mới mình bật lên không có gì mà bật lên một đống như này này. Thì bây giờ làm sao để kiểm soát được cái này? Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người. Thì để kiểm soát được những cái phần mềm khởi chạy cùng Windows thì mọi người bật máy tính lên đấy, thì mọi người sẽ vào Task Manager. Mọi người ở đây này, mọi người thì gõ cho mình này Task Manager, bật lên. Mọi người vào phần Startup đấy, mọi người nhìn chưa, ở đây tất cả những ứng dụng nó sẽ khởi chạy cùng Windows, nó sẽ hiển thị ở đây đấy. Như mọi người sau đó mọi người sẽ duyệt qua một lượt này, ví dụ như là CC Cleaner, ok, khởi động cùng máy, ok, OneDrive, ok. Mọi người nếu mà ai lưu trữ ấy, phần mềm hay là tài liệu các thứ trên Google Drive thì ok, để nó khỏi chạy cùng. Còn nếu không mà mọi người không dùng ấy thì mới để đi ra bộ lên thì nó sẽ không khởi động cùng nữa. Ép này, tắt đi, bây giờ cần thì bật thôi. Đây, cái này tắt đi, OneDrive vào. Bạn nào nếu mà bạn nào mà dùng OneDrive để lưu trữ này hoặc là Google Drive để lưu trữ ấy, thì bật nó lên. Đấy, ví dụ như là mình thì mình hay dùng Google Drive, mình enable lên. Đấy, cái này hiện enable thì nó sẽ khởi chạy cùng Windows. Chuyển tiếp này, team này, không dùng lắm. Tắt đi. Sky cũng thế. Sky for Business này. Mọi người nhìn chưa? Cái ảnh hưởng này. Đây này. Đây là nó giảm hiệu suất của CPU và ổ đĩa này. Mọi người nhìn chưa? Mức độ của nó ảnh hưởng này. Đây, 2 này là mức cao. Noise measure là chưa đo đạc được. Đâu là thấp. Nhưng mình thì mình cứ tắt hết thì chả cần. Cái trang Crucian TP để trong suốt này cho để lại được. Uniki, cái này để cùng thì nó có chạy. Webpack này, đi ra bỏ đi. Đấy, mọi người thấy chưa? Một loạt các phần mềm cần thiết nhưng mà cứ bật máy tính lên thì nó lại khởi chạy cùng, rất là phiền. Thì mọi người làm như này để tắt nó đi, vô hiệu hóa đi khi mọi người bật máy tính. Đi ra bỏ nhá. Còn muốn bật lại thì đơn giản nó vấn đề đây, xong ấn enable thôi là được. Đây. Enable đây, enable hai này đi. Lưu trữ cả hai luôn. Rồi xong. Nhất là cái team này, cái team mỗi lần bật lên này nó lại hiện tràn ra màn hình. Mình đã nhấn enable lên. Đấy. Đấy nhá, giờ mình sẽ khởi động lại cho mọi người xem này. Đấy, bây giờ mọi người nhìn này. Đây là tất cả phần mềm nó khởi chạy cùng máy tính này. À, khởi chạy cùng Windows nó sẽ hiển thị hết cái góc này. Đấy. Security này. Đây này, OneDrive này. Uniki này. Trang Crucian này trong suốt này. CC Cleaner này dọn rác này. Đấy, Google Drive này. Hết. Mình thấy chưa? Đấy, chỉ những cái cần thiết sẽ cho nó khởi chạy cùng thôi. Rồi xong. Đấy, bây giờ là ngon rồi. Mọi người thì dùng máy tính sử dụng rồi, thay vì phải đợi loát nó loát một đống nè. Thì đây cái này mình dẫn hướng dẫn nhanh thôi nhưng mà rất hiệu quả luôn nhá, rất hiệu quả. Mọi người thì tham khảo, đây cũng là một cách để tăng hiệu suất cho máy tính ấy, vì quá nhiều thứ chạy ngầm thì nó cũng ảnh hưởng, vì nó đã chiếm một phần tài nguyên của máy rồi mà chả lấy làm gì cả. Bây giờ mình cần thì mình chạy thôi. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách kiểm soát các phần mềm khởi chạy cùng Windows. Mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Like fanpage và donate cho mình nữa. Xin chào.